Tin cập nhật ngày 13 tháng 2 Australia, New Zealand yêu cầu công dân rời Ukraine ngay lập tức Nhưng dấu hiệu có thể chỉ ra khả năng Nga tấn công Ukraine Linh kiện UAV của Nga do Ukraine bắn hạ cho thấy một ưu thế của Mỹ Bloomberg, Hồng Kông đang thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi Trung Quốc tiêu chuẩn kép về vấn đề hai quốc tịch để nâng thành tích tại Olympic Công chúa Tuyết gốc Hoa nói dân tải VPN để dùng Instagram, chuyên gia chỉ ra người Duy Ngô Nhĩ bị bắt chỉ vì thế. Phương Anh rất vui khi được gặp quý vị trong bản tin cập nhật ngày 13 tháng 2 qua các nền tảng YouTube và xếp chat của DKN TV. Kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Australia và New Zealand hôm thứ Bảy kêu gọi công dân của họ rời Ukraine ngay lập tức trong bối cảnh nguy cơ Nga xâm lược đang ngày càng gia tăng, bao gồm một cuộc không kích mà Mỹ cho rằng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Reuters đưa tin. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 2 rằng, Khuyến cáo của chúng tôi rất rõ ràng, đây là một tình huống nguy hiểm, các bạn nên tìm cách rời khỏi Ukraine. Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết tình hình an ninh ở Ukraine có thể thay đổi trong thời gian ngắn và công dân New Zealand không nên dựa vào hỗ trợ để sơ tán trong những trường hợp này. New Zealand không có cơ quan đại diện ngoại giao ở Ukraine và khả năng của chính phủ trong việc cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho người New Zealand ở Ukraine do đó rất hạn chế, theo tuyên bố. Trước đó, Nhật Bản, Anh, Latvia, Na Uy và Hà Lan đã yêu cầu công dân của họ rời khỏi Ukraine. Israel cho biết họ đang sơ tán thân nhân của các nhân viên đại sứ quán. Cảnh báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Nga có thể tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết hành động quân sự của Nga có thể bắt đầu bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và đường không, sau đó là một cuộc tấn công chiến bộ. Sau tuyên bố của ông Sullivan, Phó Đại sứ Liên Hợp Quốc của Nga Dmitry Poyansky cho rằng Hoa Kỳ đã hù dọa với sự cuồng loạn và rằng quân đội Nga vẫn đang ở trên lãnh thổ của Nga. Tôi tự hỏi liệu Mỹ có xâm lược chính Ukraine hay không? Ai đó sẽ phải làm vậy chứ sau một chiến dịch gây hoảng sợ như vậy? Nga đã tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới Ukraine nhưng phủ nhận kế hoạch tấn công. Các quan chức Mỹ cho biết, Moscow có thể xâm lược trước khi kết thúc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 2 và có thể tìm cách chiếm thủ đô Kiev và các thành phố khác. Đó có thể là đòn tấn công mạng nhằm vào hệ thống lưới điện Ukraine hoặc sự di chuyển của các binh sĩ và xe tăng Nga dọc biên giới hoặc các hệ thống tên lửa tầm xa và tầm bắn. Đó là những dấu hiệu tiềm năng mà Mỹ và phương Tây đang theo dõi sát sao để phát hiện một cách sớm nhất nếu Nga tấn công Ukraine. Các quan chức và cựu quan chức Mỹ nhận định trên CNN có thể có rất ít hoặc không có dấu hiệu cảnh báo trước cho đến khi Nga thực sự tấn công. Một quan chức tình báo phương Tây nói với CNN rằng, trong trường hợp Nga tấn công một cách giới hạn, mọi hoạt động quân sự đều có thể thực thi ngay lập tức mà không cần cảnh báo trước. Các lực lượng Nga ở phía đông, phía nam hay phía bắc giáp Ukraine đều đã sẵn sàng. James Clapper, cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, nói không ai biết Nga có thể phát động chiến dịch quân sự với quy mô ra sao cho đến khi thủ đô Kiev bị tấn công. Đó là lý do tại sao Tổng thống Joe Biden và các quan chức hàng đầu liên tục cảnh báo về nguy cơ xung đột do Nga chỉ cần rất ít thời gian trước khi đưa quân vượt biên giới, theo CNN. Nga cũng có thể không cần sử dụng tới bộ binh nếu lựa chọn cách nã tên lửa hành trình và pháo binh tầm xa nhằm săn mặt Ukraine một trong những điểm chính mà mỹ đang theo dõi sát sao là các hoạt động của lực lượng nga đánh giá liệu các lực lượng này có thể vào vị trí tấn công hay không các dấu hiệu nhỏ như việc xe tăng nga có liên tục khởi động trong những ngày đông lạnh giá hay không cũng rất đáng chú ý bởi nếu chỉ đỗ một chỗ mà động cơ không liên tục được khởi động dầu nhất bên trong có thể bị đóng băng Ngược lại, nếu quân đội Nga liên tục khởi động động cơ xe tăng dù những chiếc xe bọc thép chỉ đứng yên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy những chiếc xe tăng này cần sẵn sàng hành động nhanh, ví dụ như bất ngờ đột kích sang lãnh thổ Ukraine. Yếu tố thời tiết ở Ukraine cũng đóng vai trò quan trọng. Thời tiết lạnh, mặt đất và sông hồ đóng băng giúp Nga tấn công dễ dàng hơn. Giới chức Mỹ cũng không loại trừ khả năng Nga kết hợp vừa tấn công trên thực địa, vừa sử dụng đòn tấn công mạng nhằm vào các hệ thống quan trọng của Ukraine như mạng lưới điện. Kể từ khi xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra vào năm 2014, các hacker Nga bị cáo buộc nhiều lần tấn công mạng, khiến Ukraine bị mất điện ở một số khu vực vào các năm 2015 và 2016, theo CNN. John Hawkins, phó chủ tịch phụ trách phân tích tình báo của công ty an ninh mạng Mandian, người theo dõi chặt chẽ các nhóm hacker Nga, nói, Nga có thể tấn công mạng các hệ thống cơ sở hạ tầng Ukraine trước khi tấn công trên thực địa. Hành động này vừa mang tính gian đe, vừa tác động đến tâm lý của đối phương trước khi xung đột thực sự nổ ra, ông Hoquist nói. Năm 2017, quân đội Ukraine khi đang chiến đấu với phe ly khai ở miền đông đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV hiện đại do Nga sản xuất. UAV này được cho là có nhiệm vụ giám sát và thu thập tin tình báo ở khu vực miền đông Ukraine đang xảy ra chiến sự. Theo Washington Post, UAV bị quân đội Ukraine bắn rụng dài gần 6 mét, mũi hình nón và thân màu xám bóng. Đây là loại UAV quân sự tiên tiến thường được Nga sử dụng cho hoạt động tình báo. Tuy nhiên, khi tháo dỡ máy bay, các chuyên gia quân sự Ukraine đã sững sờ vì phát hiện hàng tá thiết bị, linh kiện điện tử do những công ty ở Mỹ, Châu Âu sản xuất. Động cơ chiếc UAV nói trên đến từ một công ty ở Đức. Chip điện tử và hệ thống giao tiếp điều khiển không dây của UAV được sản xuất bởi một công ty Mỹ. Cảm biến chuyển động do một công ty của Anh cung cấp. Nhiều bộ phận khác của UAV có nguồn gốc từ thụy sĩ, Hàn Quốc. Damien Splitters, chuyên gia của nhóm nghiên cứu vũ khí xung đột nhận xét, Tôi lấy làm ngạc nhiên khi mổ xẻ chiếc UAV của Nga bị quân đội Ukraine bắn hạ, hầu hết linh kiện của nó đều có nguồn gốc từ phương Tây. Trong báo cáo gửi cho quân đội Ukraine về những phát hiện của mình, Damien Splitters cho rằng nếu không có sự trợ giúp từ nhiều công ty của phương Tây, Nga chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều khi sản xuất UAV quân sự. Năm 2019, Litva, quốc gia thuộc NATO, công bố tài liệu cáo buộc Nga sử dụng UAV để thu thập tin tình báo ở các khu vực đang xảy ra xung đột và ở ngay các nước NATO. Theo nhóm nghiên cứu vũ khí xung đột, nhiều UAV của Nga giống hệt chiếc từng bị quân đội Ukraine bắn rơi đã được phát hiện ở Syria, Libya và Litva cho rằng Nga nhiều khả năng sẽ tấn công Ukraine, giới chức Mỹ và châu Âu đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow, trong đó có việc chặn Nga tiếp cận với các thiết bị điện tử sản xuất từ Mỹ, châu Âu. Tuy nhiên, lệnh cấm trên khó có thể thực hiện nếu được ban hành, theo Washington Post. Malcolm Pence, giám đốc công ty nghiên cứu chất bán dẫn Future Horizon của Anh, nhận xét, những đơn hàng nhỏ giọt có thể cho phép quân đội Nga lén lút mua linh kiện điện tử từ Mỹ, châu Âu. Các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu khó có thể kiểm soát được nếu bạn chỉ mua 500 đến 1.000 linh kiện cho mỗi đơn hàng. Trung Quốc cũng có thể là lá bài tẩy giúp Moscow đánh bại bất cứ nỗ lực nào của Mỹ nhằm cắt đứt nguồn linh kiện điện tử chảy sang Nga. Theo Washington Post, Trung Quốc có thể nhập khẩu linh kiện do Mỹ, châu Âu sản xuất rồi bán lại cho Nga. Trung Quốc cũng có thể sản xuất linh kiện điện tử và cung cấp những gì Nga cần để nâng cấp hệ thống vũ khí nhiều chuyên gia cho rằng hầu hết các nhà máy sản xuất chip trên toàn thế giới đặc biệt là ở trung quốc đài loan đang sử dụng dây chuyền và công nghệ mỹ với lệnh phong tỏa rộng lớn đang cân nhắc mỹ có thể buộc nhiều nước trên thế giới cắt giảm xuất khẩu linh kiện điện tử cho nga lệnh cấm này thậm chí có thể vượt ngoài lĩnh vực quân sự ảnh hưởng trực tiếp tới việc sử dụng điện thoại thông minh máy tính của người nga Bloomberg gần đây đã đăng một bài báo về Hồng Kông đang thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, nói thẳng rằng khi thế giới đang sống chung với dịch thì chính phủ Hồng Kông lại không ngừng thắt chặt chính sách phòng chống dịch. Điều này đã giáng một đòn nặng nề cho nền kinh tế Hồng Kông và khiến vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông lâm vào tình trạng nguy hiểm. Bài báo dẫn lời các chuyên gia nói rằng, chính sách zero covid không thể ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Mặc dù Omicron rất dễ lây lan nhưng rất nhiều người nhiễm bệnh không có triệu chứng, được coi là bệnh theo mùa ở nước ngoài. Tuy nhiên để lấy lòng Bắc Kinh, chính quyền Hồng Kông kiên quyết thực hiện chính sách zero covid. Cách đây vài ngày, cơ quan xếp hạng tín dụng đã hạ triển vọng kinh tế năm 2022 của Hồng Kông vì tin rằng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt sẽ gây áp lực đối với mức tăng trưởng kinh tế Hồng Kông, vì vậy họ đã hạ mức dự báo về tăng trưởng GDP của Hồng Kông trong năm nay từ 3% xuống còn 1,5%. Lưu Đạt Bang, chủ tịch danh dự thường trực của Hội Liên hiệp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hồng Kông, tin rằng hầu hết các quan chức chính phủ đều biết rằng việc xóa sổ Covid là không thể, nhưng họ bất lực vì phải tuân theo các chính sách của Bắc Kinh. Ông miêu tả rằng Hồng Kông ngày càng giống một thị trấn ma. Dưới chính sách xóa sổ Covid nghiêm ngặt của chính quyền Hồng Kông, ngành du lịch và các ngành liên quan đã phải trả giá quá đắt cho việc này. Theo số liệu cục phát triển du lịch Hồng Kông thì vào năm ngoái, lượng khách du lịch đến Hồng Kông gần bằng 0, trong khi năm 2018 là hơn 65 triệu lượt khách. Chính quyền Hồng Kông đã và đang theo sát việc thực hiện chiến lược phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của đại lục là ngăn chặn bên ngoài đi vào, ngăn chặn dịch bùng phát trở lại từ bên trong. Theo chính sách phòng chống dịch bệnh hiện hành, những người nhập cảnh phải trải qua 2 tuần cách ly tại khách sạn và 1 tuần cách ly tại nhà. Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông còn thực hiện cơ chế ngắt mạch chuyến bay, cho dừng các chuyến bay hàng không dân dụng từ 8 quốc gia gồm Anh, Mỹ, Canada, Úc đến và đi từ Hồng Kông. Douglas Arner, giáo sư luật tại Đại học Hồng Kông và là một chuyên gia tài chính cho biết, Hồng Kông hiện đang ở trong tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Hồng Kông cùng với đại lục bị tách biệt với thế giới. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp hiện tại ở Hồng Kông đã giảm từ mức 7,2% vào tháng 2 năm 2021 xuống còn 3,9%, tuy nhiên các biện pháp phòng chống dịch mới sẽ làm tăng gánh nặng cho các doanh nghiệp Hồng Kông, đặc biệt là trong các ngành bán lẻ, du lịch và vận chuyển. Theo dữ liệu từ các cửa hàng công nghiệp và thương mại Midland, trong quý 3 năm ngoái, 11% cửa hàng tại 4 khu kinh doanh lớn ở Hồng Kông bị bỏ trống, tăng 7% so với mức cùng kỳ năm 2019. Gần đây, James Riley, giám đốc điều hành của Mandarin Oriental Group, có trụ sở chính tại Hồng Kông tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times rằng hầu hết các giám đốc điều hành chính đã rút khỏi Hồng Kông. Ông chỉ trích các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt của chính phủ Hồng Kông đã biến Hồng Kông trở thành một thành phố biệt lập và trở nên tồi tàn. Ông James Riley cũng chỉ ra rằng nền kinh tế Hồng Kông chỉ có thể phục hồi nếu người dân có được quyền tự do đi lại và chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh của tập đoàn Mandarin Oriental đã phục hồi mạnh mẽ bên ngoài châu Á, đặc biệt là ở châu Âu và Hoa Kỳ, ngay cả hoạt động kinh doanh đại lục cũng khôi phục trở lại. Nguyên Chí Mẫn, chủ tịch Hiệp hội Y tá Hồng Kông nói rằng chính sách zero covid không thích hợp làm với Omicron và chính phủ nên cân nhắc đánh giá lại chính sách này bởi vì chính sách này chỉ hiệu quả khi có rất ít trường hợp. Khi có hơn 1.000 trường hợp mỗi ngày, chính sách này hoàn toàn không thể kéo dài. Ông cũng chỉ ra rằng, đến nay vẫn chưa có thành phố nào xá sổ hoàn toàn Omicron và chính quyền Hồng Kông đã rất nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Công chúa trượt tuyết cốc Ái Lăng, Aileen Gu, lớn lên ở Mỹ, gần đây đã đại diện cho đội tuyển Trung Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và giành huy chương vàng, trở thành người phát ngôn tuyên truyền hình ảnh cho chính quyền Trung Quốc. Nhưng vấn đề quốc tịch của cô vẫn là một chủ đề nhạy cảm không thể né tránh. Đối mặt với những nghi ngờ, cả Cục Di trú và Tổng cục Thể thao Trung Quốc đều tranh nói về vấn đề này và việc luật pháp Trung Quốc không công nhận việc một người có hai quốc tịch đã bị vô hiệu trước tầng lớp đặc quyền. Tờ China News đã ghi nhận vấn đề bằng một khái niệm mới trong dư luận Trung Quốc, đó là rời Long Môn, là một chiêu trò chỉ mới trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Đây là một phép ẩn dụ xuất phát từ các môn thể thao có cầu môn hoặc đích ngắm, có nghĩa là thay đổi tiêu chí của một quá trình hoặc cạnh tranh trong khi nó vẫn đang diễn ra theo cách mà mục tiêu mới mang lại lợi thế hoặc bất lợi cho một bên. Người Mỹ Aileen Gu đang đối mặt với những tranh cãi về việc rốt cuộc cô ấy mang quốc tịch Trung Quốc hay quốc tịch Mỹ. Khi trả lời về vấn đề nhạy cảm này, Cốc Ái Lăng đã đáp lại rằng mình vừa là người Mỹ và cũng là người Trung Quốc. Tuy nhiên, luật pháp Trung Quốc đã quy định rõ ràng rằng không công nhận người hai quốc tịch. Vậy câu hỏi đặt ra là rốt cuộc là yêu nước hay yêu lợi ích. Nhà bình luận người Mỹ gốc Hoa Sơn Lâm đã chỉ ra rằng cách làm của Eileen Gu nhìn thì như không vi phạm các quy định của thế vận hội nhưng nó trực tiếp xung đột với luật pháp hiện hành của Trung Quốc. Hơn nữa, Ủy ban Olympic Trung Quốc đã biết rõ nhưng cố ý vi phạm, thậm chí còn công khai sử dụng hành động phi pháp này để tự khoe khoang cho mình. Điều đó có nghĩa là trong số các tầng lớp đặc quyền ở Trung Quốc, cái gọi là luật pháp thực sự không có hiệu lực. Bà Sơn Lâm cho biết Aileen Gu ăn cơm cả hai bên và cô ấy cũng có hộ chiếu Trung Quốc. Dựa trên luật pháp, hộ chiếu của cô ấy là vi phạm luật pháp. Vì luật pháp Trung Quốc đã quy định rõ ràng rằng không được phép mang hai quốc tịch. Vì cô ấy không từ bỏ quốc tịch Mỹ của mình, nên trên thực tế là cô ấy và người của Ủy ban Olympic Trung Quốc đã âm mưu với nhau để làm một điều phạm pháp. Những người có đặc quyền này muốn có được một hộ chiếu khác ở Trung Quốc. Điều này quá dễ dàng đối với cô ngay cả ủy ban Olympic quốc tế cũng gần như bị họ làm cho biến chất, mọi người làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Người dân phổ thông Trung Quốc không có đặc quyền hai quốc tịch. Theo thông tin được tiết lộ bởi một số thành viên của đoàn Olympic Trung Quốc, cũng có nhiều vận động viên nước ngoài được hưởng ưu đãi hai quốc tịch như Eileen Gu để đại diện cho đội tuyển Trung Quốc tham gia thi đấu, đồng thời được hưởng các đặc quyền tương ứng về nhập cảnh và xuất cảnh. Tuy nhiên, sự ưu đãi về xuất nhập cảnh này không áp dụng cho những người bình thường. Một cán bộ ngoại giao của lãnh sự quán Trung Quốc tại Thái Lan xác nhận với phóng viên kênh China News vào chiều thứ Sáu ngày 11 rằng ngay cả khi ban đầu là công dân Trung Quốc, một khi nhập tịch nước ngoài, cho dù hộ chiếu gốc Trung Quốc còn hạn thì cũng không được mang hộ chiếu Trung Quốc nhập cảnh. Nhân viên ngoại giao tại Thái Lan nói rằng, theo quy định thì không được, nếu bạn nhập quốc tịch ở đây, quốc tịch Trung Quốc của bạn liền bị hủy, nếu bạn đã hoàn thành các thủ tục, họ sẽ hủy quốc tịch Trung Quốc của bạn. Tuy nhiên khi được hỏi tại sao những người nước ngoài như Ailin Gu lại có thể công khai mang hai quốc tịch, thì cô ấy từ chối trả lời vì lý do là cô không biết. Bất kỳ ai cũng có thể tải xuống VPN miễn phí trong cửa hàng ứng dụng. Đó là câu trả lời của Cốc Ái Lăng, người đại diện cho Trung Quốc và giành huy chương vàng trong cuộc thi trượt tuyết tự do khi được cư dân mạng hỏi tại sao cô ấy có thể sử dụng Instagram ở Trung Quốc, một nền tảng xã hội mà mọi người dân Trung Quốc bình thường đều không thể sử dụng. Nhưng luật sư người Duy Ngô Nhĩ Rehan Asad, một nhà hoạt động tại Hoa Kỳ, nói rằng ở Tân Cương, nhiều người Duy Ngô Nhĩ đã bị đưa đến các trại cải tạo chỉ vì họ đã tải xuống VPN. Kể từ năm 2016, Tân Cương đã trở thành trung tâm để chính phủ Trung Quốc thực thi giám sát công nghệ và chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số. Assad nói với một hội đồng về Tân Cương tại cơ quan tư vấn của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington hôm thứ Năm ngày 11 tháng 2, và người Duy Ngô Nhĩ đôi khi thậm chí còn bị bắt đến trại cả tạm vì đã tải xuống phần mềm trò chuyện nước ngoài hoặc VPN. Bà nói, bất kỳ ai dùng các ứng dụng này đều bị đưa đến các trại tập trung hoặc các nhà máy lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Cốc Ái Lăng, vận động viên trượt tuyết tự do hiện đang nổi tiếng ở Trung Quốc cho biết, internet ở Trung Quốc rất tự do. Bạn có thể truy cập Instagram chỉ bằng cách tải xuống VPN. Nhưng nhiều người duy Ngô Nhĩ thì không thể dưới hệ thống giám sát. Chính vì việc tải xuống VPN mà họ đã bị đưa vào trại tập trung. VPN viết tắt của Virtual Private Network được nhiều cư dân mạng Trung Quốc sử dụng để truy cập các trang web và ứng dụng nước ngoài bị chặn bởi vạn lý tường lửa của Trung Quốc. Trong vài năm qua, tại các khu vực khác của Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc cũng đã tăng cường đàn áp VPN và nhiều người đã bị trừng phạt, bị kết án vì phá vỡ hoặc hỗ trợ phá vỡ bức tường lửa ngăn người dân Trung Quốc với Internet tự do của thế giới. Paul Mozu, một phóng viên công nghệ của The New York Times đã đưa tin tại Trung Quốc, cho biết tại các cuộc thảo luận rằng, đối với nhiều biện pháp độc tài kỹ thuật số mà chính phủ Trung Quốc đã thực hiện, Tân Cương luôn là một bãi thử nghiệm. Lấy ví dụ về VPN, ông nói rằng vào năm 2015 và 2016, chính quyền Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng một phương pháp công nghệ ở Tân Cương. Họ sẽ tắt dịch vụ điện thoại di động của bất kỳ ai sử dụng VPN và nói với họ nếu họ muốn khôi phục dịch vụ điện thoại di động, hãy đến China Mobile hoặc nhà khai thác viễn thông mà họ sử dụng. Sau đó, những người ở đó bảo họ đến đồn cảnh sát và những người ở đồn cảnh sát sẽ nói rằng họ không được sử dụng VPN. Trong thời gian đó, ông nói có rất nhiều câu hỏi Liệu Trung Quốc có đóng cửa VPN trên quy mô lớn hay không và chính phủ Trung Quốc sẽ làm điều đó ở mức độ nào? Các nhóm nhân quyền quốc tế cho biết, ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương bị giam giữ trong các trại cải tạo, nơi họ bị tra tấn, cứng bức triệt sản, tẩy não, lao động, cứng bức và các hành vi ngược đãi khác. Chính phủ Hoa Kỳ đã mô tả cuộc đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ là tội ác diệt chủng. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc, nói rằng bản chất của vấn đề Tân Cương là chống khủng bố và chống cực đoan hóa, không phải nhân quyền và tôn giáo, đồng thời khẳng định Tân Cương đã phát triển toàn diện về kinh tế và xã hội và tình hình xã hội nói chung vẫn ổn định. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.